Ở video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn những nguyên lý nằm trong bằng ba đường cong đối xứng. Thì bình thường là các bạn hay nằm trong ở contract, ở black, shadow, highlight và white. Hay là các bạn sử dụng ở trên curve, các bạn tăng highlight và giảm shadow đi. Thì với cách nào này sẽ giúp các bạn thay đổi về tương phản. Nhưng tuy nhiên là cái tương phản này hay bị gắt và nó không được êm. Thì ở đây mình sẽ quay lại phần nguyên lý, các bạn nhìn thấy này. Khi mình pha ba màu cùng tỷ lệ sẽ tạo ra màu trắng, đó là cái hệ màu RGB. Và các bạn nhìn thấy ba đường cong mình cùng để với một cái tỷ lệ giống nhau đấy. Thì là phần thứ nhất. Phần thứ hai là các bạn nhìn thấy là trong ba đường cong này mình đều giảm shadow này và tăng highlight. Thì khi các bạn sử dụng cái nguyên tắc ba đường cong đối xứng này thì giúp cái tư mình thay đổi cả độ bão hòa và cả độ tương phản, và đặc biệt thì nó sẽ êm và mềm mại hơn so với các cách còn lại. Và đây mình có một ví dụ minh họa cụ thể như sau, đó là mình sẽ tắt mắt ở phần curve đi, before và after, thì lập tức các bạn thấy cái tấm hình nó bị thiếu đi độ bão hòa và thiếu cả tương phản. Trường hợp thứ hai thì cũng như vậy, before và after. Và cái cách để các bạn có thể tạo ra được ba đường cong đối xứng thì các bạn để ý cái giá trị input và output nhá. Ở trên ba kênh này, khi các bạn tạo ra một cái điểm thì các bạn nhìn vào hai cái giá trị này, input và output. Và cách tốt nhất là các bạn nên lưu trữ thành những preset riêng của curve ấy, để khi các bạn cần đến các bạn chỉ click vào là ra thôi.